Donald Trump và Bitcoin sneakers, cơn sốt crypto mới. Cựu Tổng thống Donald Trump vừa ra mắt dòng giày thể thao phiên bản giới hạn Bitcoin sneakers và toàn bộ đã bán hết chỉ trong 3 giờ. Điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Trump trong cộng đồng crypto và sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Các fan hâm mộ đã nhanh chóng đặt mua và ngay lập tức đăng bán lại trên eBay với giá cao hơn nhiều lần, cam kết giao hàng sau ít nhất 2 tháng. Sự kiện này không chỉ là một điểm nhấn thời trang mà còn là minh chứng cho ảnh hưởng của Trump trong giới tài chính và crypto, cho thấy ông vẫn có sức hút đặc biệt với công chúng. Bitcoin sneakers không chỉ là sản phẩm thời trang mà còn là biểu tượng của sự kết hợp giữa công nghệ và phong cách sống hiện đại. Các tay to tích lũy 5,4 tỷ đô la Bitcoin trong tháng 7, bất chấp biến động thị trường. Trong tháng 7, các địa chỉ ví nắm giữ ít nhất 0,1% cùng Bitcoin đã tích cực mua thêm 5,4 tỷ đô la Bitcoin, theo dữ liệu từ CoinDesk, Into the Block và TradingView. Số lượng 84.000 Bitcoin này được tích lũy chủ yếu khi giá Bitcoin giảm xuống dưới 55.000 đô la. Mặc dù ngày đầu tháng 8, giá Bitcoin giảm mạnh do xung đột Trung Đông, nhưng tâm lý lạc quan vẫn duy trì nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất và dòng vốn từ stablecoin, đẩy giá Bitcoin lên 64.400 đô la vào cuối ngày 1 tháng 8. Trưởng phòng phái sinh tại Bitfinex, Jack Kuhner, nhận định việc tăng thanh khoản và áp lực giá từ ETF sẽ có lợi cho Bitcoin trong thời gian tới. Thị trường đã phần nào hấp thụ các tin tiêu cực, giúp các nhà đầu tư tự tin hơn với triển vọng của Bitcoin. Thị trường crypto và chứng khoán Mỹ lao dốc nghiêm trọng do lo ngại suy thoái. Thị trường crypto đỏ rực sau làn sóng bán tháo, với tổng tài sản bị thanh lý đạt 323 triệu đô la khi Bitcoin giảm xuống 60.500 đô la và Ethereum về 2.900 đô la. Thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite giảm mạnh. Giá cổ phiếu của các công ty như MicroStrategy và Coinbase giảm đáng kể. Số người ủng hộ Kamala Harris đắc cử Tổng thống Mỹ cao hơn Donald Trump gây lo ngại về quy định crypto. Giá Bitcoin bốc hơi hơn 6% trong ngày 3 tháng 8. Chỉ số Fear and Greed giảm từ 57 xuống 37, cho thấy tâm lý tiêu cực của thị trường. Chủ tịch Fed Jerome Powell theo dõi sát sao thị trường lao động Mỹ,